Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 7 giờ 30 phút của ngày 15 tháng 11 năm 2020 và lúc này đây là hành lang bệnh viện. Các bác có thể thấy không? Hành lang của cái phòng bệnh ấy. Và tôi phải mất nhiều thời gian, tôi đủ thủ tục xong cái thì tôi mới có thể chia sẻ với các bác. Nhưng không phải là tôi bị bệnh mà là ba đẻ của tôi. Hôm vừa rồi thì ba vợ mất, nhưng cùng ngày thì ba đẻ tôi cũng nhập viện đó. Thì tôi phải chăm sóc xong thì tôi mới có thể chia sẻ với các bác một số cái vấn đề như thế này. Đầu tiên chúng ta phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người anh hùng đã ngã xuống. Trong đó có cả bác tôi, nghĩa là anh của bố tôi đang nằm trong kia, thì đã ngã xuống, đã hy sinh máu xương dân tộc của mình để mà cho đất nước được bình yên, để mà chúng ta có những cái giây phút như thế này để mà chia sẻ những cái vấn đề trong nước và quốc tế. Các bác có thể thấy rằng là cuộc đời đôi khi nó cũng thú vị, và người ta không biết trân trọng những khoảnh khắc còn tồn tại, những khoảnh khắc bình yên mà vẫn mơ mộng những cái điều gì viển vông xa xa. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì thực tế rằng trong cái thế giới, trong cái kỳ thế giới đợt tới này và trong cái tương lai gần thôi, thì thế giới nó phân rã rất là mạnh. Các bác có thể thấy những cái bức ảnh tôi để ở đầu video ấy, đó là cái mà đó là cái mà bác cái đi điện và đó là cái cuộc biểu tình tại Washington của Hoa Kỳ và bao gồm 1 triệu người đang ủng hộ Donald Trump. Nhưng bên cạnh đó thì số người ủng hộ ông Joe Biden cũng rất là lớn. Và thế giới mà Đức Mỹ chưa bao giờ bị phân rã như bây giờ, phân cực như bây giờ. Mà người ta gọi rằng, chúng ta hay gọi là cái từ gọi là mất đoàn kết ấy. Thế tại sao lại thế? Hôm nay tôi muốn chia sẻ sâu sâu với các bạn một tí ạ. Bên cạnh đó thì ở Thái Lan thì những cuộc biểu tình cũng vẫn diễn ra. Và đây là cái vấn đề tư tưởng giữa bảo hoàng hay không bảo hoàng. Và người ta cũng một bên bên bảo hoàng bên là gọi là muốn cải cách dân chủ nọ kia đấy, thì các bác thể thấy rằng là ngay cả Thái Lan cũng bị phân cực rất là mạnh. Và đi kèm với sự phân cực đó ở rất nhiều nước trên thế giới này, ngay cả dòng Hồi giáo, mặc dù họ đều là người Hồi và theo đạo Hồi, tuy nhiên cũng phân ra những cái dòng Shi'i rồi dòng Sunni nọ kia, rồi họ chiến đấu, họ đấu tranh lẫn nhau, rồi đấu tranh với cả những cái tôn giáo khác nữa. Tôi thấy rằng là có những cái mà tại sao tự hỏi rằng là tại sao chúng ta không thể sống hòa bình, chúng ta không thể sống bình an được, và tại sao rằng mọi người lại cứ phải chạy theo một cái gì đó nó xa vời, nó mông lung và không tận hưởng những cái giây phút rất là thoải mái như thế này. Các bác có thể nhìn thấy xung quanh ánh sáng nó cũng rất là đẹp. Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các bác một đôi điều thôi. Ở Việt Nam mình cũng rất nhiều người không coi trọng điều đó, và họ cũng đang làm mất đi cái sự đoàn kết và mất đi cái sự độc lập của dân tộc. Tại sao lại thế? Bởi vì khi chúng ta đã bị mất đoàn kết ở trong chính bản thân nội bộ đất nước thì tự dưng là đất nước cũng sẽ bị suy yếu đi. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì các bác có thể nhìn sang cái cuộc chiến của Armenia và Azerbaijan. Nhiều bác thì comment với tôi rằng như thế này: đây là vấn đề đất, vấn đề chủ quyền đất đai, chứ không liên quan gì đến dân chủ, dân quyền gì cả. Và đây là cái vấn đề mà gọi là đất của lịch sử là bên nọ bên kia. Thì báo cáo với các bác rằng vấn đề đấy tôi chưa quan tâm đâu. Nhưng tôi quan tâm rằng ấy, ông thủ tướng của Armenia, đó là ông, tôi quên mất tên rồi, rất là khó nhớ, Sarkisian gì đấy. Thì ông thủ tướng của bên Armenia cách đây 2 năm vào năm 2018, bằng những cái chiêu bài thân phương Tây, bằng những cái gọi rằng là hứa hẹn đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng hơn, thì ông đấy nhận được một cái sự ủng hộ rất là lớn dựa theo cái sự cuộc biểu tình gây sức ép với chính phủ. Chính vì vậy mà ông ấy được chỉ định vào cái chức thủ tướng, gần như là chỉ định, bởi vì một mình ông ấy ứng cử viên thôi, và những đảng phái khác là phải rút. Chính vì vậy mà khi ông ấy lên làm thủ tướng, bằng những cuộc biểu tình, bằng những cái chính sách chiêu bài thân phương Tây, đã làm cho đất nước Armenia bị phân rã, bị phân cực. Và lúc này đất nước Armenia bị
gọi là mất cái sự đoàn kết. Và lúc này tại sao lại Azerbaijan lại tấn công vào đúng cái lúc mà người ta yếu thế? Các bác có thể nhìn lịch sử của Việt Nam cũng thế. Tại sao anh bạn hàng xóm của chúng ta lúc nào cũng nhè ra cái lúc chúng ta yếu nhất, chúng ta bất an nhất, chúng ta mất sự bình yên nhất, thì họ lại có những cái từ ở trên Biển Đông, từ cái việc xâm lấn từ ngàn đời nay rồi. Chính vì vậy mà cái sự đoàn kết, cái sự độc lập, cái tưởng nghĩ là phải có cái sự đoàn kết thì chúng ta mới có được cái sự độc lập, mà có sự độc lập thì chúng ta mới bình an mà sống được. Cái câu chuyện là như vậy. Chính vì vậy mà kênh Trang Trang TV của tôi luôn luôn cố gắng giữ vững cái sự đoàn kết của dân tộc. Mà bất kỳ ai muốn phá vỡ cái sự đoàn kết đó thì tôi cho rằng là đó là những người không yêu nước. Họ chỉ yêu bản thân họ, họ chỉ yêu gia đình họ, và họ bất, gọi là họ quên đi những cái lợi ích lớn hơn của hàng chục triệu người. Ở đây là 97 triệu nhân dân Việt Nam. Thế thì những ai ạ? Các bác có thể thấy ra rằng là ở bên kia của hải ngoại, rất nhiều người người ta gọi là chống cộng cực đoan, miễn là cộng sản là họ chống. Và những người này, tôi đã có một cái hẳn cái bài là 10 lý do tại sao bên Việt Tân họ không thể nào họ có được cái sự ủng hộ đồng lòng của người Việt Nam. Thì các bác nào chưa xem cái video đấy thì các bác có thể xem lại cái video đó, cái video về Việt Tân của kênh Trang Trang TV. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là những người mà nêu cao, nghĩa là nêu cái sự dân chủ, nhân quyền và kêu gọi biểu tình, kêu gọi đứng lên thông qua các sự việc đồng tâm, thông qua những cái sự việc khác của Thái Lan, của Indonesia để mà kích động người dân đứng dậy biểu tình, thì các bác cũng thể thấy rằng là tôi cũng phản đối rất là mạnh. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Đúng. Nhưng bên cạnh đó thì báo cáo với các bác rằng có những cái thứ nguy hiểm hơn là mất đi cái sự niềm tin của nhân dân, mất đi cái niềm tin của người dân Việt Nam vào chính quyền, bởi vì nó làm cho đất nước chúng ta suy yếu từ bên trong, thông qua những cái đại dự án, thông qua những cái sự lãng phí, thông qua cái sự chuyên quyền, thông qua những cái sự áp đặt xuống và không lắng nghe cái sự tâm tư và nguyện vọng của người dân. Như vậy thì đã làm sai cái di huấn của Bác Hồ. Các bác nào nghiên cứu với Bác Hồ thì có thể thấy rằng là cái di huấn của Bác Hồ đã như vậy. Từ những ngày đầu lập nước, thậm chí trước những ngày đầu lập nước, đất nước là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy những người như vậy họ không chịu lắng nghe và áp đặt. Ngay cả một số bác comment rằng là đôi khi cái tư tưởng áp đặt, cái tư tưởng cửa quyền bằng một cách dọa nạt nào đấy thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông mời tôi lên làm việc cũng là một cái cách gây sức ép. Tôi đồng ý ý kiến đó. Nhưng đây là đất nước của pháp quyền, đây là đất nước của thượng tôn pháp luật. Chính vì vậy khi tôi tự tin rằng là tôi không vi phạm về pháp luật thì tôi cũng sẽ đứng lên như vậy. Các bác nào có thể thấy rằng là bao nhiêu vụ án, sự lãng phí cực kỳ khủng khiếp, rất nhiều những vụ án nữa tôi biết rằng là chưa được đưa ra đâu. Ngay cả vụ Thuận Phong cũng thế, 65 triệu nông dân Việt Nam đang trông chờ vào đó để mà cái sự phân giả, cái ngành gọi là cái ngành phân giả, cái ngành siêu lợi nhuận, chắc là nó chỉ kém so với buôn ma túy thôi. Báo cáo các bác là như thế. Nhưng mà tính theo giá cả và tính theo cái lợi nhuận thu lại thì chỉ kém buôn ma túy thôi. Và cái ngành này phải được triệt tiêu. Và đâu đó vẫn còn nhiều cái lợi ích nhóm thông qua những mối quan hệ chằng chịt, thông qua những cái sự sở hữu chồng chéo. Chính vì vậy nó làm cho những vụ án không biết là đi tới đâu được nữa. Có những cái vụ án thì liên quan đến việc tư tưởng. Bởi vì rằng là ví dụ như Hồ Duy Hải chẳng hạn, tôi cũng đã chia sẻ, đây là tư tưởng chứ không phải rằng là vấn đề là nhập nhèm ăn nọ ăn kia. Ở đây tư tưởng xử án hay tư tưởng gì đó ấy, nó làm cho cái sự thượng tôn pháp luật, chúng ta không chấp nhận những cái điều mới, những cái điều tân tiến đó, thì lúc này á chúng ta cần phải sự thay đổi từ chính bên trong để cho đất nước chúng ta mạnh lên, để cho đất nước chúng ta hùng cường và đất nước chúng ta đoàn kết lên ở giữa đó. Còn nếu mà để gọi rằng là như đại biểu Trương Trọng Nghĩa tôi nói về thế lực thù địch, thì báo cáo với các bác rằng là chúng ta phải định nghĩa rõ cái thế lực thù địch. Liệu rằng là những cái người đã làm thất thoát đến hàng chục ngàn tỷ của đất nước, những người gọi rằng là đã đưa những người không xứng đáng ngồi vào vị trí như là con mình, như là cháu mình. Ví dụ như các bác có thể nhìn thấy ở Bắc Ninh có Nhân Chiến, Nhân Trinh chẳng hạn, thì những cái người đó có bị coi là thế lực thù địch hay không? Bởi vì họ đang góp phần làm suy yếu đảng, làm suy yếu nhà nước, làm suy yếu chính quyền, và làm suy yếu cái lòng đoàn kết dân tộc, và làm suy yếu cái sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Như vậy thì những người đấy có được coi là thế lực thù địch hay không? Vậy thì chúng ta phải định nghĩa cho rõ, chúng ta phải định nghĩa cho cụ thể để mà thấy rằng là có những con người, ví dụ như là bác Phạm Tấn Lực kia chẳng hạn, một con người đến 5 năm rồi gọi là
dầm mưa dãi nắng, tự bỏ tiền bỏ công sức ra để tìm những cái bằng chứng, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là một cái bằng khen với một vài đồng bạc nhỏ nhoi. Nhân ở đây tôi cũng xin báo cáo với các bác rằng là tôi cũng đã có được số điện thoại của bác Phạm Tấn Lực rồi. Và trong cái ngày gần nhất thì tôi cũng sẽ chuyển cho các bác, và quá trình này sẽ được công khai minh bạch, chứ không phải rằng là tôi chỉ thông báo nhẹ nhàng như vậy. Thì để các bác thấy rằng là chúng ta phải trân trọng những con người như thế, những con người vì nước vì dân, và những con người gọi là thực sự bằng cái sự trí công vô tư yêu nước của mình. Có thể họ là cái công sức nhỏ nhoi thôi, nhưng chúng ta trân trọng những con người như thế. Ở trong chính quyền tôi cũng biết là rất nhiều người họ sẵn sàng hy sinh cả cái sự nghiệp chính trị, họ hy sinh cả những cái lợi ích khác, và họ thậm chí rằng là mang cả tính mạng của mình ra để mà đảm bảo rằng những sự công lý được thực thi, những vụ án phải được đưa ra ánh sáng, và rất nhiều người. Cho nên tôi vẫn có niềm tin tuyệt đối vào chính quyền, bởi vì ở trong đó có vô vàn người tốt, người xấu. Các bác có thể xem từ đầu kênh Trang Trang TV của tôi, các bác có thể thấy rằng là tôi ví dụ như là trong Minh giáo hay là trong Ma giáo, hay là trong truyện Trường Kim Dung ấy, nó gọi là chính với tà ấy, thì trong chính có tà mà trong tà có chính. Cái này không phân biệt được, mà phân biệt thông qua cái động cơ và cái phương cách làm việc thôi. Chứ còn về hình thức làm việc thì nhiều khi thể hiện ra là việc ma ám lắm, nhưng mà đến lúc hiệu quả hay là tất cả mọi thứ thì họ hóa ra lại là chính chứ không phải là tà, kiểu như vậy. Thì các bác có thể là thấy rất nhiều những cái câu chuyện triết lý ở trong đó. Nhân cái câu chuyện ở đây thì tôi muốn nhắn nhủ với các bác rằng trong những cái buổi sáng bình yên lạnh lạnh như thế này này, các bác hãy tận hưởng cuộc sống của ngày thứ bảy, nghĩa là ngày chủ nhật cuối tuần, bên cạnh con, bên cạnh cháu, nhìn những nụ cười, nhìn những cái sự thân yêu, và lúc đó là chúng ta mới thấy được rằng là cái sự bình an của dân tộc mới là tuyệt vời nhất, chứ không phải là sự bình an của một vài người như tôi đây. Tôi rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Trang Trang TV, và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video clip tiếp theo.